Thưa quý vị và các bạn, không điện, không thông tin liên lạc và đường xá giao thông cực kỳ khó khăn là đặc điểm chung của 42 điểm bầu cử thuộc 6 xã của huyện Tương Dương. Riêng với xã Tam Hợp có 5 điểm bầu cử hôm nay thì may mắn đã có điện lưới quốc gia, cộng với sự vào cuộc tích cực của các lực lượng như bộ đội biên phòng, giáo viên, các đội viên tổng đội thanh niên xung phong đóng trên địa bàn nên ngày hội của toàn dân được tổ chức chu đáo hết mức có thể.